Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 12 năm 2022. Và trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022 và triển khai chương trình thống nhất hành động năm 2023. Trà Vinh tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và công tác dư luận xã hội năm 2022, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh. Năm 2022, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, tập trung tham mưu nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp. Cụ thể, toàn ngành đã hoàn thành 62 đề án, nhiệm vụ được giao, trong đó đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 văn bản và chủ trì ban hành 18 hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng. Mặt khác, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tập trung tham mưu triển khai các quy định, kết luận mới của Bộ Chính trị về biên chế và cụ thể hóa các văn bản về công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền. Đến nay đã tham mưu phê duyệt quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với trên 4.100 lượt cán bộ và luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với trên 2.700 lượt nhân sự. Ngoài ra, trong năm qua, ngành cũng tiếp tục quan tâm thực hiện công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên. Trong này, Trà Vinh là một trong các địa phương đơn vị được đánh giá đã quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ công tác đảng viên, triển khai sổ tay đảng viên điện tử. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị toàn ngành cần chủ động tập trung nghiên cứu tham mưu cho cấp ủy, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện đồng bộ các nội dung công tác về tổ chức xây dựng Đảng, nhất là các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị. Đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cần tập trung xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo hướng thiết thực và tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng đổi mới sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn với nâng cao chất lượng cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Sáng nay ngày 29 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022 và triển khai chương trình thống nhất hành động năm 2023. Đến dự có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh, trong năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn, khu dân cư, triển khai có hiệu quả các chủ trương lớn về công tác mặt trận, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh địa phương. Nổi bật trong đó là các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được nâng cao về chất lượng và đổi mới trong hình thức tổ chức. Các hoạt động vì người nghèo và công tác vận động cứu trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần giúp đỡ nhân dân từng bước ổn định cuộc sống. Nhân dân đồng tình với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trong việc chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc được các cấp, các ngành đánh giá cao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp nâng cao chất lượng phản ánh các kiến nghị của nhân dân tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân cung cấp.
Công tác nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của các tổ chức tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm và thực hiện thường xuyên. Các ý kiến kiến nghị được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến đối với nhân sự và hiệp thương bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời thông qua chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 với 6 nội dung trọng tâm là các giải pháp thực hiện. Trong đó, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường củng cố các tổ chức đổi mới nội dung phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cụ thể trước mắt là tập trung phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi phấn khởi. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và công tác giảm nghèo bền vững, phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2023. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của công tác mặt trận trong năm 2022. Qua đó góp phần vào kết quả chung trong thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của tỉnh. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết năm 2023 của cấp ủy. Đặc biệt thực hiện tốt phương châm hành động, đoàn kết, kỷ cương, hành động sáng tạo, đột phá phát triển của tỉnh ủy. Củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm 2023, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sau đó giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, duy trì số lượng, giữ vững chất lượng và nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình hiệu quả hiện có để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, chủ động có kế hoạch triển khai các thủ tục phần việc thuộc về trách nhiệm của mặt trận trong thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Trà Cú đạt chuẩn huyện nông thôn mới, tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là chú trọng theo dõi việc tiếp thu giải trình xử lý những kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội của các cơ quan đối tượng được giám sát phản biện, tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn để lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh cũng đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện trong công tác mặt trận năm 2022 cho đơn vị huyện Trà Cú. Ngày 28 tháng 12, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022. Cùng dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh, Ủy ban Nhân dân huyện Càng Long nhằm giải quyết các vụ việc liên quan đến địa bàn phụ trách. Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đã xem xét trường hợp của công dân Trần Thị Tiên ở ấp Trà Ốp, xã Tân Bình, huyện Càng Long. Phản ánh Ủy ban Nhân dân huyện Càng Long chưa thông tin về việc đo đạc thửa đất số 150 tờ bản đồ số 11 với diện tích 1.500 m² cho bà và các khiếu nại về việc lấn tranh đất. Sau khi nghe công dân Trần Thị Tiên và các cơ quan liên quan trình bày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Càng Long tiếp tục kiểm tra lại vụ việc theo yêu cầu của công dân, giải quyết trên cơ sở pháp lý, thanh tra tỉnh theo dõi chặt chẽ, báo cáo hàng tuần về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, ngụ khóm 4 phường 8 thành phố Trà Vinh, yêu cầu bồi thường đất thỏa đáng cho gia đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn giao Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch Đầu tư và các đơn vị liên quan đánh giá tính khả thi của dự án xây dựng khu văn hóa du lịch ao Bà Ôm và có kết luận dự án khả thi. Các nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đầu tư nên những yêu cầu của bà Trúc là trả đất lại hay cho bà vay tiền là không phù hợp. Trường hợp ông Giang Chấn Tây, ngụ khóm 4 phường 1 thành phố Trà Vinh, yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất về cây lâu năm thay vì đất dịch vụ vì ông ngưng không triển khai dự án kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đã chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường sau khi chờ thông báo trả lời từ Bộ Tài nguyên Môi trường, căn cứ các quy định pháp lý sẽ tiến hành các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như yêu cầu của công dân.
Chiều hôm qua ngày 28 tháng 12, Ban chỉ đạo 35 tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và công tác dư luận xã hội năm 2022, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cùng đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Trong năm 2022, Ban chỉ đạo 35 các cấp đã hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của mình, qua đó góp phần ổn định tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Nổi bật, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cung cấp thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận trước các vấn đề phức tạp nhạy cảm. Đồng thời, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã sưu tầm, khai thác, biên tập và chia sẻ được gần 56.000 tin bài, video, hình ảnh, cung cấp nội dung thông tin, định hướng, đấu tranh phản bác, thông tin có quan điểm sai trái, để đăng tải lên Internet và các trang nhóm mạng xã hội. Về công tác nắm tình hình dư luận xã hội, được Ban Tuyên giáo các cấp từng bước đa dạng hóa nội dung, hình thức, kết hợp nhiều nguồn thông tin. Cùng với đó, công tác định hướng dư luận xã hội cũng được quan tâm thực hiện, tập trung vào việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận thống nhất trong xã hội. Trong đó, phương pháp, cách thức định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 đề nghị trong năm 2023, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin có quan điểm sai trái thù địch, thường xuyên giữ mối quan hệ với cơ quan tác chiến không gian mạng trong việc phối hợp nắm bắt tình hình trên không gian mạng có liên quan đến địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng kho dữ liệu đấu tranh phản bác có hiệu quả với những thông tin chống phá, tăng cường thông tin tích cực phản bác quan điểm sai trái thù địch, tạo sức đề kháng cho mỗi người dân trước thông tin không rõ nguồn gốc, thông tin chứa nội dung xấu độc và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả sai sự thật. Đồng chí Trần Quốc Tuấn đề nghị Ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới về phương thức nắm bắt, xử lý thông tin dư luận xã hội và kịp thời phối hợp với các cơ quan địa phương có liên quan, xác minh làm rõ để phản hồi lại những vấn đề người ta quan tâm, dư luận phản ánh. Chiều hôm qua ngày 28 tháng 12, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác ngành xây dựng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm qua, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý nhà và thị trường bất động sản. Cụ thể là đơn vị đã cung cấp 54 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên nhiều lĩnh vực, hoàn thành chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong lĩnh vực giám định xây dựng, Sở cấp trên 840 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp, chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, tổ chức sát hạch thi hành nghề xây dựng, nghiệm thu hạng mục công trình trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã tập trung thực hiện tốt đề án hỗ trợ gia đình, người có công với cách mạng, khó khăn về nhà ở, trong đó xây mới 843 căn nhà, sửa chữa 1.100 căn. Hiện Sở đã phân bổ đủ 100% kinh phí cho các địa phương với tổng số tiền 69 tỷ 650 triệu đồng. Năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển đô thị tỉnh triển khai và đôn đốc hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu của ngành, có 99,3% tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch, hợp vệ sinh, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 31,1%. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Xây dựng đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra kiểm tra trật tự xây dựng đô thị và xử lý nghiêm những vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm hạn chế tình trạng xây dựng không phép, sai quy hoạch được duyệt. Song song đó, đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt công tác thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp, đồng thời tổ chức khảo sát, lập và công bố ban hành đơn giá nhân công xây dựng, thiết kế thi công, chỉ số giá xây dựng và giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 theo đúng quy định. Ngày 28 tháng 12, huyện ủy Công An tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2022, triển khai nghị quyết năm 2023. Đồng chí Trần Thị Kim Chung, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Năm 2022, huyện ủy Công An thực hiện vượt và đạt 29 trên 29 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Từ đó, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có sự tiến bộ.
công tác xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh được quan tâm thực hiện, đặc biệt là tập trung thực hiện hoàn thành nghị quyết của huyện ủy về xây dựng huyện Cầu Ngang đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 3,4%. Thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội. Năm 2023, huyện ủy Cầu Ngang đề ra 29 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó giá trị sản xuất tăng 12,5% so với năm 2022. Thu ngân sách trong dự toán 50,3 tỷ đồng, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5.787 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 73 triệu đồng một người trong năm. Phát triển mới 40 doanh nghiệp, xây dựng một xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và phấn đấu xây dựng một xã nông thôn mới kiểu mẫu. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 0,89%, vùng dân tộc Khmer giảm 1,62%. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Chung, Bí thư huyện ủy, biểu dương tinh thần nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết năm 2022 đề ra. Bí thư huyện ủy yêu cầu trong năm 2023, các cấp các ngành triển khai quán triệt sâu rộng nghị quyết năm 2023 cho cán bộ đảng viên, hội viên đoàn thể và nhân dân, tạo sự đồng thuận thống nhất từ ý chí đến hành động, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Trong đó nêu cao vai trò cá nhân, vai trò gương mẫu người đứng đầu. Trước mắt, các cấp các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chỉnh trang đô thị, vệ sinh cảnh quan môi trường, chăm sóc tốt các tuyến đường qua, tạo sinh khí vui tươi phấn khởi, chuẩn bị mừng đảng mừng xuân mới. Quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác tuyển quân năm 2023. Đặc biệt quan tâm chăm lo Tết cho hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Ngày 28 tháng 12, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè tổ chức hội nghị với các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy qua các khóa để lấy ý kiến đóng góp kết quả thực hiện nghị quyết năm 2022 và xây dựng nghị quyết năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Khải, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các cán bộ hưu đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước sự tập trung lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè trong năm 2022 đã thực hiện đạt và vượt 21 trên 21 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt. Đồng thời cũng đồng tình với các dự thảo chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 đề ra của Ban Thường vụ Huyện ủy. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, các bộ hưu trí cũng có nhiều ý kiến đóng góp như cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác có hiệu quả, tổ chức tốt công tác bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả, quan tâm bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên lĩnh vực kinh tế, cán bộ hưu đề nghị cần đẩy mạnh tái cơ cấu trong nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, tiềm năng lợi thế của từng địa phương, gắn với liên kết đầu ra sản phẩm, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đẩy mạnh xúc tiến mời gọi đầu tư phát triển công nghiệp gắn với du lịch, tư vấn giới thiệu tạo việc làm cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động, nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè đã nghiêm túc tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết và trí tuệ của các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy qua các khóa. Đồng chí Nguyễn Hoàng Khải cho rằng tất cả ý kiến góp ý sẽ được Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét bổ sung đưa vào nghị quyết năm 2023 sát đúng với tình hình thực tế. Bí thư Huyện ủy Cầu Kè cũng hứa trong thời gian tới, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò đào tạo gương mẫu, tập trung cao lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nỗ lực hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023, tạo động lực đưa huyện Cầu Kè phát triển nhanh bền vững, đặc biệt là phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023 theo nghị quyết tỉnh ủy Trà Vinh đề ra. Sáng nay ngày 29 tháng 12, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ngay từ đầu năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn đoàn kết, phấn đấu đổi mới sáng tạo theo tinh thần nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Trong đó chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là các cấp công đoàn đã trao tặng gần 18.000 xuất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán. Triển khai hiệu quả chương trình mái ấm công đoàn, trong năm phân bổ hỗ trợ 71 căn nhà cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở. Với tinh thần trách nhiệm cao, các cấp công đoàn tập trung thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Kết thúc giai đoạn 1 có 2.816 sáng kiến được cập nhật, đạt 176%.
Giai đoạn 2 đến nay có 4.022 sáng kiến được cập nhật, đạt hơn 108%. Ngoài ra, tỉnh thành lập mới được 20 công đoàn cơ sở, trong đó có 12 doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, phát triển mới được 13.600 đoàn viên. Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 58.370 đoàn viên công đoàn, có 921 công đoàn cơ sở và 4 nghiệp đoàn. Hội nghị nhất trí thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, trong đó phấn đấu thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đặc biệt là tiếp tục triển khai hiệu quả quỹ mái ấm công đoàn, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ hỗ trợ 5.800 xuất quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân và tặng cờ thi đua cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022. Chiều qua ngày 28 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã khai trương cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm, đặc sản, hàng lưu niệm, quà tặng du lịch, sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh. Cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm, đặc sản, hàng lưu niệm, quà tặng du lịch, sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh được đầu tư 1,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh với mục đích phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch trong và ngoài nước khi đến du lịch tại Trà Vinh. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã, vận động doanh nghiệp cơ sở sản xuất ký gửi 94 sản phẩm OCOP đảm bảo điều kiện bảo quản trong tổng số 104 sản phẩm OCOP của tỉnh được công nhận để trưng bày tại cửa hàng. Đến thời điểm khai trương đã có 94 loại sản phẩm của 44 chủ thể trong tỉnh ký gửi hàng hóa, trong đó có 8 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 36 sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao, 40 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao và các sản phẩm đặc sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của tỉnh Trà Vinh. Cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP hình thành sẽ là nhịp cầu kết nối người sản xuất và người tiêu dùng, khuyến khích người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng hóa của tỉnh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu có chất lượng cao. Đây là điểm kết nối hình thành thêm tuyến khai thác du lịch, phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch khi đến tham quan du lịch tại tỉnh Trà Vinh, đồng thời tạo cơ hội cho các đơn vị sản xuất các sản phẩm OCOP gặp gỡ, trao đổi, giao lưu học hỏi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, kết nối kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những tháng cuối năm, Trà Vinh đã tăng cường thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc nâng cao đời sống cho người nghèo, nhất là đối với người nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Trong đó, Nghị quyết 28 của Chính phủ và Nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là một điển hình nổi bật nhất cho việc hỗ trợ phát triển đời sống cho hộ nghèo trong tỉnh. Trước hết, phải nói đến hiệu quả Nghị định 28. Đây là nghị định được Chính phủ ban hành vào ngày 26 tháng 4 năm 2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong đó, giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025 và kết quả qua 6 tháng triển khai thực hiện nghị định này, tỉnh Trà Vinh đã có 450 hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer được vay vốn chính sách tín dụng để chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất, bước đầu mang lại hiệu quả cao. Minh chứng cho vấn đề này, một ngày cuối năm, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hoang ở xã Nghệ Xuyên, huyện Trà Cú. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ông Hoang được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách tín dụng theo Nghị định 28 của Chính phủ để chuyển đổi sản xuất. Với nguồn vốn này, ông Hoang đã đầu tư phát triển đa dạng các mô hình chăn nuôi, nhờ đó mà cuộc sống của gia đình ông trong thời gian qua được ổn định hơn. Bên cạnh đó là gia đình ông Nguyễn Ngân Giang cũng vừa được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách tín dụng để chuyển đổi nghề theo Nghị định 28 của Chính phủ. Với nguồn vốn này, ông Giang đang cất chuồng trại, tập trung đầu tư nuôi bò. Theo ông Giang, chuyển đổi nghề sang nuôi bò là mô hình sản xuất phù hợp và hiệu quả nhất hiện nay đối với người dân nông thôn. Được biết, tính đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân trên 21 tỷ đồng cho 450 hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc được vay vốn từ nguồn chính sách tín dụng để chuyển đổi nghề theo Nghị định 28 của Chính phủ. Và đến nay, đa số các hộ vay đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình. Và hiện nay, tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục rà soát, lập danh sách, giải ngân vốn chính sách tín dụng vào đầu năm 2023, đảm bảo 100% đối tượng đủ điều kiện được vay vốn theo nghị định này. Hiện giải ngân trong năm 2023, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành tỉnh liên quan cùng với chính quyền địa phương sẽ rà soát cụ thể các đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở theo hai cái nghị quyết. Thứ nhất là nghị quyết số 04, thứ hai là nghị quyết số 14 sửa đổi của Hội đồng nhân dân tỉnh.
đặc biệt là đối với 637 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở theo cái nghị quyết 14 sửa đổi của Hội đồng dân tỉnh. Hiện nay ngân hàng sách tỉnh chúng tôi cũng đã tạo điều kiện giải ngân kịp thời cho 167 hộ nghèo cận nghèo. Hiện nay còn lại là 475 hộ hộ nghèo cận nghèo khó khăn về nhà ở theo nghị quyết sửa đổi 14 của Hội đồng dân tỉnh. Thì ngân hàng sách chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi và sẽ giải ngân nhanh nhất, phấn đấu là giải ngân hoàn thành 100% các hộ này trong quý 1 2023. Còn nghị quyết 14 được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành vào ngày 18 tháng 10 năm 2022 để sửa đổi bổ sung khoảng 2 điều 1, nghị quyết 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh đã giải ngân trên 8,1 tỷ đồng cho 162 hộ vay vốn sửa chữa xây dựng nhà ở. Trong số những hộ nghèo được vay vốn từ nghị quyết này, có chị Lê Thị Diễm ở huyện Trà Cú vừa cất xong căn nhà trị giá trên 120 triệu. Trong đó có 50 triệu đồng được vay chính sách tín dụng và 40 triệu đồng được tỉnh hỗ trợ từ nguồn quỹ an sinh xã hội. Số tiền còn lại của gia đình đối ứng. Nhờ có căn nhà ở ổn định, chị Diễm có thêm điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Dạ, có được căn nhà thì em rất mừng. Cuộc sống thì nó đỡ, nó khỏe hơn, lo không thể lo, không phải lo để nhà ở nữa. Rồi hai vợ chồng cố gắng làm nuôi con. Còn đây là căn nhà của gia đình anh Cao Văn Mười đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thành. Theo anh Mười, để xây dựng được căn nhà này, anh cũng được hỗ trợ 40 triệu đồng từ chính sách an sinh xã hội và vay vốn chính sách tín dụng 50 triệu đồng từ nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Anh Mười cho biết đây là căn nhà đầu tiên anh được ở trong căn nhà đảm bảo ba cứng như thế này, và đây sẽ là điều kiện để vươn lên thoát nghèo. Nếu như vậy mình ổn định, mình có máy ấm rồi, mình này kia làm ăn nó còn đỡ hơn. Đỡ hơn lúc trước thì nó mưa gió, nó dột, nó lá. Theo nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, những đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện chính sách được hỗ trợ của Trung ương nhưng chưa có nhà ở, hoặc đã có nhà ở nhưng chưa đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ba cứng. Đó là nền cứng, khung tường cứng và mái cứng. Đối tượng hiện đang ở trong căn nhà tạm bợ có nguy cơ sập đổ. Không có khả năng cải thiện nhà ở, sẽ được hỗ trợ vay vốn, chính sách tín dụng với lãi suất 3% một năm. Và đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân trên 8,1 tỷ đồng cho 162 hộ nghèo vay vốn cất nhà ở. Kế hoạch trong 2023 thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tốt với ban dân tộc tỉnh cũng như là chính quyền địa phương để tiếp tục rà soát các đối tượng thụ hưởng của các chương trình tín dụng theo nghị định của 2028 của chính phủ, tránh là trường hợp chúng ta bỏ sót đối tượng. Và đối với nguồn vốn trong năm 2023 của các chương trình tín dụng theo nghị định 28 của chính phủ thì ngân hàng sách chúng tôi sẽ đảm bảo giải ngân đáp ứng đầy đủ 100% khi hộ vay đáp ứng đủ điều kiện, đúng đối tượng thụ hưởng theo cái nghị định 28 của chính phủ. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay Trà Vinh còn 637 hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Và theo nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân, tất cả các hộ này sẽ được vay gần 30 tỷ đồng để cất nhà ở trong quý 1 năm 2023. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn Trà Vinh, ngày 29 tháng 12 năm 2022, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 30 tháng 12, mây thay đổi, sáng sớm hơi se lạnh và có nơi có mùa nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ C. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh, trên sông Cổ Chiên tại Dàm Trà Vinh 153 cm, thấp hơn ngày hôm nay 4 cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 154 cm, thấp hơn ngày hôm nay 5 cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 8.5 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.8 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 4 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.4 phần ngàn. Tại Cầu Quan nhỏ hơn 1 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hưng Mỹ 3 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0,5 phần ngàn. Trà Vinh nhỏ hơn 1 phần ngàn. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, ngoài khơi cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi,
tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, biển bình thường.